Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn có muốn kinh doanh online không? Với một số vốn rất nhỏ nhưng lại mang lại cho các bạn một nguồn thu nhập không hề nhỏ chút nào. Bên cạnh đó, các bạn lại có thể có rất nhiều thời gian dành cho gia đình và con cái, và các bạn lại có thể làm việc bất kể nơi nào mà mình yêu thích. Mình là Thủy Đỗ, mình đã tìm rất nhiều công việc khác nhau nhưng hầu như tất cả những công việc đều lấy rất nhiều thời gian của mình, khiến mình không có đủ thời gian dành cho gia đình và con cái. Và mình chính vì vậy mình luôn suy nghĩ làm thế nào, tìm ra cách thức nào để có một công việc đơn giản hơn, thông minh hơn, giúp cho mình có một nguồn thu nhập tốt hơn. Và thật tình cờ mình gặp một người bạn ấy đã cho mình một thông tin về một ngành kinh doanh, và ngành kinh doanh đó khiến mình cảm thấy rất thú vị, đó là kinh doanh tập thể. Ngành kinh doanh đó mình chỉ cần trong vai của một người chủ điều hành một hệ thống kinh doanh làm sao cho hiệu quả nhất, và ngành kinh doanh đó chỉ cần một chiếc laptop và một chiếc điện thoại, và mình có thể ngồi bất kể nơi nào, đến bất kể nơi nào mình yêu thích, mình vẫn kinh doanh được. Và mình nghĩ rằng cái công việc kinh doanh này có thể phù hợp với tất cả các bạn ở bất kể lứa tuổi nào, tuổi nhỏ, người trung niên, người già đều rất phù hợp. Và mình nghĩ rằng cái nguồn thu nhập này có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn. Nếu bạn quan tâm với ngành kinh doanh này thì hãy gọi điện cho mình sẵn sàng chia sẻ thông tin, và bạn không hề mất một chi phí nào. Và bạn hãy tìm hiểu ngành kinh doanh này nhé. Và ngành kinh doanh này xem có phù hợp với mình không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.